Kỳ tích đê sông Hồng, kỳ 2, những trận vỡ đê lịch sử. Từ cuối thế kỷ 10 đến cuối thế kỷ 19, thống kê chưa đầy đủ, cũng đã có 188 năm chính sử chép có thủy tai kèm theo thảm họa lớn, vỡ đê. Đến thời Nguyễn, Đại Nam Thực Lục Chính Biên ghi nhận 82 năm đầu của triều Nguyễn đã có 52 năm lục lội vỡ đê. Vỡ đê trong sử sách. Theo các chuyên gia về đê điều thì sử sách đã ghi lại hàng trăm vụ vỡ đê lớn nhỏ. Bắt đầu từ triều Lý trở đi, quốc sử mới có những ghi chép liên tục về chuyện vỡ đê, nhưng cũng chỉ ghi lại những năm lục lớn. Đầu tiên, triều Lý Nhân Tông năm thứ 7, Mậu Ngọ năm 1078, nước lục tràn ngập trong thành. Cũng triều Lý Nhân Tông năm thứ 50, Tân Sửu năm 1121, mùa hạ tháng 5, nước to tràn vào đến ngoài cửa Đại Hưng. Hẳn đã vỡ thì nước mới tràn như vậy, dù đê cơ xá được đắp để bảo vệ kinh thành từ năm 1108. Triều Trần, lục lội hoành hành không kém. Năm Bính Thân năm 1236, triều Trần Thái Tông năm thứ 12, tháng 6, vỡ đê, nước ngập cung Lệ Thiên. Hai năm sau, năm Mậu Tuất năm 1238, mùa thu tháng 7, nước to, đê vỡ, ngập cung Thưởng Xuân. Đến năm Quý Mão năm 1243, nước lục còn phá vỡ cả thành Đại La. Năm Canh Ngọ năm 1270, triều Trần Thánh Tông, mùa thu tháng 7, nước lũ to. Các đường phố và kinh thành đều phải đi lại bằng thuyền. Như vậy cũng có nghĩa là đê sông Hồng và hệ thống đê quanh kinh thành đã bị vỡ nhiều nơi. Đến triều Lê, mặc dù đê điều đã được củng cố và có tổ chức hộ đê hẳn hoi, nhưng lục lội vẫn là nỗi kinh hoàng. Năm 1445, triều Lê Nhân Tông, nước sông lên to, ngập vào trong thành sâu đến 3 thước, lúa mạ tổn hại đến 1/3 cả nước. Năm Đinh Hợi năm 1467, Lê Thánh Tông năm thứ 7, nước biển dâng cao, gió bão rất lớn, đê điều bị vỡ, thóc lúa bị ngập, nhiều người chết đói. Năm Tân Hợi năm 1491, tháng 8 mùa thu, mưa rất to suốt ngày đêm không ngớt, nước lũ lên dữ dội, điện kính thiên nước ngập sâu 2 thước 2 tấc. Năm Canh Ngọ năm 1630, triều Lê Thần Tông, mùa thu tháng 8, nước sông Nhị tràn vào, nước chảy trên đường phố cửa Nam như thác, phố phường nhiều người chết đuối. Liên tiếp các năm Tân Mùi năm 1521, Nhâm Thân năm 1632, cung điện nhà vua đều bị ngập lụt. Đến thời Gia Long năm 1802, Bắc Thành nước lớn đê vỡ. Năm 1809, Bắc Thành bão lụt tràn ngập. Năm Giáp Thìn năm 1844, nước sông Nhị lên đến hơn 10 thước, đồng ruộng Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Quảng Yên đều bị ngập. Trong các triều vua Nguyễn thì triều Tử Đức có nhiều lũ lụt nhất. Đồng bằng Bắc Bộ vỡ đê liên miên vì đê điều ít được tu sửa. Đê Văn Giang, Hưng Yên giáp Hà Nội vỡ 18 năm liền, từ năm 1863 đến năm 1886, dân cư phiêu bạt, xóm làng trở thành đầm lầy. Thời Pháp, cứ 3 năm thì có 1 năm đê vỡ. Các trận lụt năm 1893, năm 1915 làm 4 tỉnh hữu ngạn sông Hồng ngập chìm trên 3 tháng trời, tác động mạnh đến dư luận nước Pháp, buộc thực dân Pháp phải thực hiện một số kế hoạch củng cố đê điều. Gần nữa, trận lũ năm 1969 và năm 1971 được các chuyên gia ghi vào lịch sử bởi vỡ đê hàng loạt. Gần 100.000 dân đồng bằng sông Hồng đã chết vì trận lũ này. Vỡ đê trong trận lũ lịch sử năm 1971. Cuốn sổ tay khá dày, cũ kỹ, sờn hết gáy của kỹ sư Nguyễn Gia Quang, nguyên cục phó cục đê điều Bộ Thủy lợi, ghi lại chính xác đến từng giờ, từng phút về cơn lũ kinh hoàng và thảm họa vỡ đê năm 1971. Vừa lật dở những trang giấy cũ nát tìm số liệu, ông Quang vừa kể. Năm đó, từ nửa cuối tháng 8, mưa to đều trên diện rộng, khiến lũ sông Đà, sông Thao, sông Lô, ba nhánh chính của sông Hồng đều lên. Gần chục ngày trời, ngày nào cũng mưa, mưa lúc mau lúc thưa không ngớt, mây đen phủ kín cả bầu trời. Dòng sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội, nước chảy cuồn cuộn, những xoáy nước to bằng cái nông quay tít, xoáy hùng hút xuống tận đáy, không một bóng con tàu, chiếc thuyền nào dám lai vãng. Vùng ngoài đê chìm trong biển nước, nhà cửa ở chỗ cao chỉ nhú lên cái nóc, các lùm cây thoi thóp trong nước lũ. 2 giờ đêm 21 tháng 8,
lưu lượng nước sông Đà tại Hòa Bình đạt 16.100 mét khối trên giây, tại sông Thao ở Yên Bái là 10.500 mét khối trên giây, sông Lô tại Phù Ninh, Phú Thọ là 13.900 mét khối trên giây. Sau khi hợp lưu, lưu lượng sông Hồng tại Sơn Tây là 34.250 mét khối trên giây, làm cho nước các triền sông lên cao. Ông Quang kể tiếp, Hà Nội lúc đó nước lên xấp xỉ mặt cầu Long Biên và ngành giao thông đã phải điều cả một đoàn tàu chở đá lên nằm yên trấn giữ mặt cầu với hy vọng giảm thiểu tác động của nước xiết có thể cuốn phăng cả cây cầu huyết mạch này. Sau khi lũ làm ngập vỡ hết các đê bối, đê nằm ngoài đê, lần lượt vỡ đê Lâm Thao, đê Lai Vu, Hải Dương, đê Nhất Trai, Thái Bình, đê Khê Thượng, Ba Vì, Hà Tây Cũ. Riêng đê Cống Thôn thuộc Hà Nội vỡ lúc 20:30 tối ngày 22 tháng 8. Đê Phao Tấn Tả, Thái Bình được phá để phân lũ lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 8. 11 giờ cùng ngày thì đê Thượng Vũ, sông Kim Môn vỡ. Đến 27 tháng 8, vỡ cả cống chuốt do nước Khê Thượng dồn về. Mặc dù dùng cả xe tăng chặn lũ ở cống Khê Thượng, nhưng lũ cuốn phăng cả xe tăng xuống phía hạ lưu hàng trăm mét. Ông Quang nhớ lại. Theo ông Quang, mực nước đo được tại Hà Nội sau khi đã vỡ đê là 14,13 mét. Theo nhiều chuyên gia là tương đương với mặt đồng hồ ở ga Hàng Cỏ. Việc hàng khẩu các chỗ vỡ được thực hiện ngay, nhưng do mưa to tiếp tục kéo dài, lũ lớn nên công việc kéo dài chỉ kết thúc sau khi lũ rút. Mặc dù đã sử dụng đến 10.000 mét khối đá hộc, 1,4 triệu bao tải đầy, 34.000 rọ thép và đặc biệt đã phải đánh đắm 19 xà lan riêng cho đê Nhất Trai. Theo Thu Hà, Đức Bình, từ tuổitrẻ.vn, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.